Kính thưa quý vị, Kung Fu Panda 3 giành ngôi vị quán quân phòng vé tại Hoa Kỳ. Bộ phim thân thiện dành cho cả gia đình Kung Fu Panda 3 đã giành ngôi vị quán quân phòng vé tại Hoa Kỳ, thu về 41 triệu Mỹ Kim trong cuối tuần từ ngày 29 đến ngày 31 tháng Giêng, theo thông tin từ trang mạng boxofficemojo.com. Phim The Revenant với ngôi sao chính Leonardo DiCaprio giữ hàng thứ nhì. DiCaprio, người vừa thắng một giải nam diễn viên chính xuất sắc của Hiệp hội Diễn viên Hoa Kỳ gọi tắt là SAG vào thứ Bảy vừa qua, đang cấu tạo sự chú ý sẽ là người chiến thắng tượng vàng Oscar cho vai diễn người thợ săn Hugh Glass. DiCaprio chưa từng giành được giải thưởng Oscar nào, nhưng đây có thể là cơ hội tiềm năng nhất của anh từ trước đến nay. The Revenant tạm dịch là Người về từ cõi chết để được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi đem về đến 12 đề cử trong cuộc đua đến Oscar 2016. Star Wars The Force Awakens của Disney giữ hàng thứ 3 với 10.8 triệu Mỹ Kim, nâng doanh thu tổng cộng tại Hoa Kỳ là 895.4 triệu Mỹ Kim. Bộ phim giải cứu ngoài biển khơi The Finest Hours của Disney nằm ở hàng thứ 4 với 9.5 triệu Mỹ Kim. Phim Ride Along 2 của Kevin Hart về hàng thứ 5, thu về 8.3 triệu Mỹ Kim trong cuối tuần qua và gần 71 triệu Mỹ Kim kể từ ngày phát hành hơn 2 tuần trước đây. James. You look like a damn marshmallow. A good detective knows how to blend in with the locals. Oh yeah, you blending all right.